Xin chào tất cả mọi người, hiện tại bây giờ mình đang ở khu resort Kiyosato. Cái này mùa đông nó là khu trượt tuyết này các bạn. Đây nó là còn mùa hè thì là nơi uống cà phê khá lý tưởng này. Từ đây lên điểm đấy sẽ đi bằng cáp treo và có độ cao 1900m. Thì bây giờ chúng ta cùng vào hướng để đi lên cáp treo nhé.